nhiều biển số xe ô tô siêu đẹp sắp được đấu giá. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam là đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô. Đơn vị này đã đăng tải công khai danh sách biển số đưa ra đấu giá phiên thứ nhất lên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. Theo đó, tại phiên thứ nhất, Cục Cảnh sát Giao thông đã phê duyệt danh sách 153.102 biển số ô tô của 63 tỉnh thành đưa ra đấu giá. Các biển số ô tô được phân bổ ở chủng loại xe con, xe khách, xe tải và xe tải van. Trong danh sách đưa ra đấu giá lần này, có một số biển kiểm soát nổi bật, nhiều người săn tìm như 30K59999, 99A67899, 99A67979 hay 99A66699. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết thêm, sau bước đăng tải công khai danh sách biển số ô tô được đưa ra đấu giá, khoảng 30 ngày tới sẽ diễn ra phiên đấu giá chính thức, dự kiến tổ chức từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8. Liên quan đến quy trình tổ chức đấu giá biển số ô tô, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên mạng tại trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số theo nhu cầu trong danh sách biển đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh thành. Sau phiên đấu giá biển số, Bộ Công an gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số ô tô vào hộp thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá. Thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô thay thế hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc hợp đồng bán tài sản nhà nước.